Hòa trong không khí đón mừng Phật đản trên cả nước, tối ngày 1 tháng 6 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 4 năm Quý Mão, chùa Nguyên Phước, thành phố Thủ Đức đã trang nghiêm tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 dương lịch 2023 trong niềm hân hoan của những người con Phật. Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Minh, trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban tăng sự Phật giáo thành phố Thủ Đức, Hòa thượng Thích Minh Tuyền, phó ban kiêm trưởng ban pháp chế Phật giáo thành phố Thủ Đức, Thượng tọa Thích Thiện Hảo, phó ban kiêm trưởng ban kiểm soát Phật giáo thành phố Thủ Đức, Thượng tọa Thích Nguyên Hiếu, trưởng ban nghi lễ Phật giáo thành phố Thủ Đức, Thượng tọa Thích Tâm Hoa, ủy viên ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, phó thường trực ban văn hóa Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tọa Thích Chúc Từ, phó ban văn hóa Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban văn hóa Phật giáo thành phố Thủ Đức, trụ trì chùa Nguyên Phước, chư tôn đức tăng ni trên địa bàn thành phố Thủ Đức, cùng lãnh đạo đại diện chính quyền địa phương sở tại và đông đảo Phật tử đồng về tham dự. Đúng 19 giờ, chư tôn đức giáo phẩm, chính quyền các cấp và tăng ni Phật tử trang nghiêm niệm Phật cầu gia hộ, chào đạo kỳ và quốc kỳ. Trước khi chính thức diễn ra buổi lễ, đạo tràng Phật tử chùa Nguyên Phước thành phố Thủ Đức đã thực hiện nghi thức dâng hoa cúng dường kính mừng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đản sinh thị hiện. Trong không khí hân hoan kính mừng Phật đản, Hòa thượng Thích Thiện Minh, trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban tăng sự Phật giáo thành phố Thủ Đức đã cung tuyên thông điệp đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã đón nhận nhiều lẵng hoa tươi thắm từ ban trị sự Phật giáo thành phố Thủ Đức, các tự viện, lãnh đạo chính quyền các cấp, chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử đã gửi đến chúc mừng. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đối trước tôn tượng Phật đản sinh, chư tôn hòa thượng chứng minh đã thành kính dâng hương cúng dường và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đại chúng đồng thanh tụng kinh khánh đản kỷ niệm ngày Đức Từ Phụ xuất trần và cầu nguyện cho quốc thái dân an. Sau đó, chư tôn đức tăng ni cùng lãnh đạo chính quyền địa phương trang nghiêm cử hành nghi thức tắm Phật kính mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 dương lịch 2023. Cuối buổi lễ, thay mặt ban tổ chức, Đại Đức Thích Thánh Thiện dâng lời cảm tạ thâm ân của chư tôn đức, ban trị sự Phật giáo thành phố Thủ Đức đã luôn quan tâm giúp đỡ và đã không quản ngại đường xa xa xôi thần lâm đến tham dự đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 dương lịch 2023.